Mình chào cô bác anh chị em ha. Hôm nay em lên cho cô bác anh chị em mình tham khảo một động cơ Yanma 3T63. Cái này còn ổn HD, giờ mình làm chưa kịp anh em lên sẵn anh để khi nào mà cô bác anh em chị em có chốt thì mình gắn ổn HD dây đề vô nha. Này Yanma 3T63 12 ngựa 12 HP. À, máy này gắt ken nha, mình có độ chế cái chục bô nha. Đó, cô bác chị em nào có nhu cầu sử dụng thì alo cho em ha. Này đó, hoàn thiện nha. Nhu cầu cái nóc phone combo cho ổn nha. Độ chục bô. Đó, anh em nào sử dụng đi kích xịt cá ha, và chọn con này ha. Này thì độ chục vô thì nó cũng khá là tốc độ nha. Để em test cho cô bác chị em tham khảo, dở cái ông như đề để cái dàn cầu lên. Em đề lại cho cô bác chị em tham khảo lại nha. Em nó lần nữa ha. Rồi chấm đề lại. Sáu triệu nha cô bác anh chị em, 16 triệu là chọn bộ nha, có dây đề rồi đầy đủ cho cô bác chị em nha. Cái này em không có bao phí vận chuyển nha, 16 triệu là cô bác chị em. Cái bộ thì ngon thấy đó, đây nước cái lượng luôn nha, nước vô ra hai bên luôn.